Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác biên phòng năm 2021. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chủ huy các cấp đã đoàn kết chủ động bám sát thực tiễn nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm, nhiệm vụ công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu chủ trương, đối sách xác thực hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả tốt, thực hiện kim nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tích cực tham gia xây dựng đền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trong năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị, các lực lượng đấu tranh bắt giữ, xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự trên biển và cửa khẩu cảng. Phối hợp với đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm về ma túy. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng thành phố có hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khen thưởng.